Xin chào cả nhà, em lên sóng tiếp một con máy lọc khí hình dáng thì nhỏ nhưng mà có vỏ các bác nhá. Con này có cái mã là FVC55XK này, tức là dòng máy 55. Đấy, 55 to hơn 50, 60, 65. Vana được có 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80. Thì con này công suất của nó là dòng VC55XK, là cái dòng cao cấp này các bác này. Nhìn thì nó vẫn như là những cái con VXH50 hoặc là những cái con VXG50, nhưng mà nó tích hợp cái motor công suất lớn hơn một chút, cho nên là cho cái khả năng các bác dùng cho phòng con này lọc được khoảng phòng 40m² đổ lại nhé. Máy thì thiết kế rất là nhỏ gọn nhưng mà công suất thì gần tương đương với cả bọn máy 70 to. Đấy, công suất của nó con này nó vào tầm 50 mấy watt này, con 53W này. Con 70 thì là 66W, thì dùng cho phòng khoảng 50m², con này là 53W dùng cho phòng khoảng 40m². Sản xuất năm 2014, series máy này. VC55XK. Cái model này vào cái thời điểm trước em đã từng bán đến 3,8 triệu thôi nhé. Các bác nào đã từng mua rồi, các bác xem lại clip này các bác sẽ thấy 3,8 triệu. Bây giờ bán thì 2,4 triệu, các bác rẻ đi 1,4 triệu nhé. Rẻ đi 1,4 triệu so với thời điểm trước. Đặc biệt là con này có thêm tính năng là phát điện bụi báo đấy. Tức là con nào thì cũng lọc bụi mịn 2.5, nhưng con này nó thêm cái đèn báo đấy. Phát điện bụi mịn 2.5 thì nó báo thêm đèn. Công nghệ Eco, cảm biến ánh sáng, còn các tính năng khác thì vẫn như các máy bình thường thôi. Hai cánh vẫy này, điện 220V đấu rồi. Con này thì màng HEPA zin đi theo máy còn rất là đẹp này, cho nên em vẫn để nguyên nhé. Màng HEPA zin theo máy đấy. Màng than hoạt tính rất là dày, to. Một con máy khá là hoàn hảo, mọi chức năng, mẫu mã thiết kế đẹp, giá thành thì siêu rẻ. Con 70 VXH70 thì có cái giá là 3,2 triệu. Con này 2,4 triệu là rẻ đi 800, mà công suất thì nhỏ hơn một chút thôi ạ. Màng tổn zin theo máy đây còn rất là đẹp, được xốp luôn nhé. Có 2,4 triệu cho một chiếc máy lọc khí rất là VIP. Đấy, bảo hành 1 năm, giá chưa phí vận chuyển. Các bác nào mua các bác liên hệ nhé. Chào các bác.